cầu Mỹ Thuận 2 cùng hai cao tốc về miền Tây hoàn thành thời gian tới, giúp rút ngắn chặng thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ còn 2 giờ thay vì gần 4 giờ như hiện nay, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại công trình cầu Mỹ Thuận 2, hơn 500 công nhân đang thi công những đốt của trụ chính dây văng. Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp, hiện 4 gói phụ đã hoàn thành 67-81%, gói chính đang được đẩy nhanh tiến độ. Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại đạt hơn 1.500 tỷ đồng, khoảng 48% giá trị hợp đồng, vượt so với kế hoạch gần 2%. Ban quản lý dự án 7 cho hay, hiện toàn bộ dự án đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, cơ bản xây dựng xong khu tái định cư và các gói thầu vẫn vượt chỉ tiêu đề ra. Dài hơn 6,6 km, dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 3 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023. Phần cầu chính dài hơn 1,9 km, gồm 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Cùng trên tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ dài 23 km do Ban Quản lý Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công đầu năm trước, tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Điểm đầu ở dự án cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối tại cầu Chà Và, đều thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tuyến đường được thiết kế 100 km/h cho giai đoạn xây dựng hoàn chỉnh với 6 làn xe, bề rộng nền đường 32m. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, bề rộng cầu 17,5m, vận tốc 80 km/h. Cao tốc dự tính hoàn thành năm nay, đưa vào khai thác toàn bộ giai đoạn 1 trong năm 2023. Theo Ban Quản lý Mỹ Thuận, đến nay giải phóng mặt bằng cho dự án đạt 97%, sản lượng thi công đạt hơn 34% so với kế hoạch. Các nhà thầu đã triển khai thi công toàn bộ 15 cầu trên tuyến chính và 3 cầu vượt ngang. Hiện khó khăn nhất của dự án thiếu khoảng 1 triệu mét khối cát để đắp gia tải và hoàn thiện. Ở phía đầu thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã cơ bản hoàn thành. Xong, sau 2 tuần đưa vào phục vụ đi lại dịp Tết từ ngày 25 tháng 1, thì dự án được đóng lại để chủ đầu tư hoàn thiện công trình, nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành tháng 4 năm nay. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, tuyến rộng 16 m gồm 4 làn xe, giai đoạn đầu không có làn khẩn cấp, thay vào đó mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp. Giai đoạn mở rộng sau này, cao tốc sẽ nâng lên 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp hai bên. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ dài khoảng 170 km, ô tô thường phải đi hết gần 4 giờ. Suốt chặng xe chỉ chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài hơn 60 km, còn lại đi trên quốc lộ 1 nhỏ hẹp xuống cấp. Sau khi ba dự án trên hoàn thành, không chỉ rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây mà tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.